những diễn viên chưa từng bao giờ lên sóng, có những diễn viên chưa từng lên sàn sân khấu, trang huy chương vàng không cần lên đài lên báo, bởi nghệ sĩ này là trinh sát điều tra. Khéo léo hóa trang, ta nhập vai từng chuyên án, vai lái taxi, vai một giang hồ ghê gớm, nhập vai shipper hay một cô nàng buồn miên, nhập vai đấu tranh cùng làm rõ những đường dài. Đấu trí địa bàn băng nhóm rất xảo quyệt, vai diễn cuộc đời găng tấc trước tử sinh, che mắt tội phạm bằng bản lĩnh can đảm, phá án tay tình người nghệ sĩ công an, minh tinh màn bạc tỏa sáng trên thảm đỏ, chúng tôi lặng thầm vai diễn giữa hiểm nguy, nhân dân được bình yên vui sống chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi, nhân dân gọi một lời yêu thương, cảnh sát hình sự người nghệ sĩ nhân dân. Đô hội ta cùng xuyên rừng lên núi, nà hang đoan hùng ta vượt qua rừng chiêm hoa, đêm rét cắt ra âm thầm pa cỏ hang kia, tuyệt đối bí mật cùng răng lưới ngày đêm. Một anh shipper quăng mồi câu chùm ma túy, cô bán miếng kia tung đòn như một võ sĩ, chuyên ăn thắng lợi tiếp tục với nhiệm vụ mới, đỏ tươi quân hàm cùng màu áo thắm tình thương. Đấu trí địa bàn băng nhóm rất xảo quyệt, vai diễn cuộc đời găng tấc trước tự sinh, che mắt tội phạm bằng bản lĩnh can đảm, phá án tay tình người nghệ sĩ công an, minh tinh màn bạc tỏa sáng trên thảm đỏ, chúng tôi lặng thầm vai diễn giữa hiểm nguy, nhân dân được bình yên vui sống chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi, nhân dân gọi một lời yêu thương, cảnh sát hình sự người nghệ sĩ nhân dân. Đấu trí địa bàn băng nhóm rất xảo quyệt, vai diễn cuộc đời găng tấc trước tử sinh, che mắt tội phạm bằng bản lĩnh can đảm, phá án tay tình người nghệ sĩ công an, minh tinh màn bạc tỏa sáng trên thảm đỏ, chúng tôi lặng thầm vai diễn giữa hiểm nguy.